tôi đang đứng tại nút giao giữa kênh Như Lộc Thị Nghè và một đoạn của kênh Bùi Hữu Nghĩa. Và như các bạn đã thấy thì mình là bao chắn gác để đảm bảo cho tuyến kênh Hữu Nghĩa không chảy ra bên ngoài của kênh Như Lộc Thị Nghè. Và chúng ta thấy thì hai bên kênh Hữu Nghĩa như là nhà tràn và nước sinh hoạt của người dân thì đổ trực tiếp ra kênh. Và bây giờ thì nước nó đang lớn dần nên chúng ta không thấy được màu đen của một kênh. Khung cảnh xung quanh thì có rất là nhiều rác và các phế phẩm đã xử. Đương nhiên là đây là thầy có mình rồi, nhà ở gần sông, ở gần sông này đọc cái này có nhiều rồi. Mặc dù bây giờ thì tương đối rằng cái mùi giảm bớt nhiều rồi, nói chung là rất là lớn rồi. Nếu mà trường hợp mà có thể mà kêu gọi được tất cả những người dân ở vùng sông, ở vùng nhà sàn này có xả rác xuống sông thì chúng ta tin tưởng trong một vài dòng sông sẽ sạch sẽ, cái môi trường nó sẽ tốt hơn.